Mình là Minh Tiệp, năm nay mình 7 tuổi, học trường tiểu học Văn Miếu. Hôm nay mình giới thiệu một dự án tên là GAN. Mình lập trình dự án này vì mình thích tiếng Anh. Khi bấm vào lá cờ xanh, từ chữ từ điển lên và xuống. Khi nhấn vào thức ăn sẽ xuất hiện một cái màn hình food, một màn hình thức ăn và nó nói là food. Nếu mình ấn vào quả táo, nó sẽ kêu là apple và ăn từ từ ăn mòn quả táo. Ta cô cũng thế, quả cam. Nếu mình muốn trở lại tranh chủ, mình sẽ bấm vào nút home này. Nó sẽ nói là bấm vào đây để quay lại tranh chủ. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với chủ đề động vật. Khi bấm vào chủ đề động vật, sẽ xuất hiện một phần nền tên là con vật từ điển tiếng Anh và nó sẽ nói là animal. Nếu mình bấm vào con rắn sẽ chuyển trang phục thành nó quấn lại và có từ con rắn là snake. Con rơi nó sẽ hiện con rơi và con rơi nó sẽ hiện là bát và con rơi. Con bướm cũng thế, con bướm cũng thế, con mèo cũng thế, con cáo cũng thế. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với từ điển. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với chủ đề phương tiện. Khi bấm vào phương tiện sẽ xuất hiện một phông nền rất nhiều phương tiện và nó sẽ ẩn. Khi bấm vào tàu và nó sẽ kêu là train và nó sẽ lượn đi trên đường ray xong quay lại và lên lại chỗ cũ và đến này chiếc tàu hiện tại là track, nó sẽ đi vào đây và nó sẽ đi xong rồi nó sẽ quay lại. Con tôm cũng thế. Chào. Chào các bạn và cảm ơn. À chưa. Đầu tiên mình lập trình gan là khi bóng màu xanh lên lướt trên một giây đi tới điểm trừ một x trừ một y 144, lướt một tiếp theo là lướt một giây tới điểm x trừ một y 113, tiếp theo là lướt ăn là khi bấm vào nhân vật này là phát tin đồ ăn ghi nhận hôm là hiện. Khi nhận phương tiện ẩn, khi nhận đồ ăn ẩn, khi nhận động vật ẩn. Khi bấm vào lá cờ xanh hiện đi tới điểm x trừ 107 y 44 liên tục, nếu đang chạm con trỏ chuột thì đặt kích thước thành 125, nếu không thì đặt kích thước thành 100. Tiếp theo là ngôi sao. Khi bấm vào lá cờ xanh đi tới phía trên cùng, đi đến lớp phía trên cùng, thay đổi hiệu ứng bóng ma một lượng 25 ẩn, liên tục tạo bản sao bản thân tôi, đặt ứng lấy ngẫu nhiên từ 180.
đếm 100 trừ 180 đếm 180 đợi 0,005. Khi tôi bắt đầu là một bản sao hiện đi tới con trò chơi di chuyển 7 bước lặp lại 30 lần thay đổi kích thước trừ 3,5 đi di chuyển một bước khá bằng sao này. Đây là nút phương tiện. Khi nhận phương tiện thì ẩn, khi nhận đồ ăn ẩn, khi bóng nhân vật này là phát tin phương tiện, khi nhận động vật thì ẩn, khi nhận hôm hiện. Cái phần này là mình cũng tương tự như mấy cái nút phòng. Đây là nút động vật. Cái này thì mình không cần giới thiệu nữa vì nó có rất nhiều trong cái nút rồi, chắc các bạn cũng biết nhỉ. Khi nhận động vật là ẩn, khi nhận hôm hiện, khi bóng vào nhân vật lại phát tin động vật, khi nhận đồ ăn ẩn, khi nhận phương tiện cũng ẩn. Tiếp theo là phong nền động vật. À, khi nhận hôm sẽ ẩn, khi nhận khi bóng dậy, khi bóng là lá cờ xanh là ẩn, khi nhận động vật đi tới lớp phía trên cùng hiện, đi tới điểm x 16 y trừ 37 nói lại animal đội A rơi lướt một giây tới điểm x 24 y trừ 382 ẩn và ẩn. Tiếp theo là con rắn. À, Minh Thì Diệp ơi, bóng Minh Diệp ơi. Hôm nào này con chỉ giới thiệu một hai cái khối lệnh tiêu biểu thôi, con không cần phải giới thiệu hết thế đâu. ừ. Ừ. Nhưng mà con phải kiểu là giới thiệu hết để các bạn còn biết chứ không. Ừ, không, con chỉ cần giới thiệu trong cái sản phẩm của con thích nhất phần nào thì con giới thiệu phần đó thôi, không cần phải giới thiệu chi tiết hết đâu. Thế bây giờ trong bài của Minh Thiệp thì con thích nhất là ở phần nào? Là phần phương tiện. Ừ, rồi thế à, con phương tiện vừa con giới thiệu rồi đúng Vâng. không? Ừ, rồi. Thế thì ngoài cái phần đó ra thì con còn thích thêm cái phần nào nữa không? Con lại là phần đồ ăn. Ừ, đồ ăn con giới thiệu chưa nhỉ? Con giới thiệu xong rồi quá. Rồi đúng không? Ừ. Thế bây giờ con chỉ giới thiệu thêm, con đang giới thiệu dở của nhân vật con rắn đúng không? Thế thì bây giờ con sẽ giới thiệu nốt cho con nhân vật con rắn nữa thôi nhá. Mình không cần phải giới thiệu chi tiết thế đâu, mình còn các bạn khác, các bạn còn phải thuyết trình nữa. Ừ, Khi thế bây bóng là cái danh ẩn, khi nhận hôm ẩn, khi nhận động vật hiện, đi tới điểm x trừ 95 y 68 để xong trang phục snake a. Khi bóng nhân vật này chuyển sang trang phục snake c, nói snake đợi 3 giây chuyển sang trang phục snake a. Chào tạm biệt và cảm ơn. rồi, con cảm ơn phần thuyết trình của bạn Minh Thiệp. À, chúng ta cũng đã được lắng nghe phần thuyết trình của Minh Thiệp rồi đúng không? Thì bây giờ các bạn lớp mình chúng ta có nhận xét gì về bài của Minh Thiệp không? Ừ, câu hỏi Thanh Nga nào. Thật ra là bạn Minh Thiện làm rất tốt, với lại con cũng thích cái phần ngôi sao của bạn. Ừ, con thích phần ngôi sao của bạn đúng không? Giờ con cảm ơn bạn Thanh Nga. À, ngoài ra có bạn nào có ý kiến gì nữa không? Rồi thì cô có một số nhận xét về bài của bạn Minh Thiệp nhé. À, trước tiên thì sản phẩm của bạn Minh Thiệp cũng đảm bảo được cái phần kiến thức này. Ngoài ra thì bạn có sáng tạo các hình ảnh và về chủ đề phương tiện đúng không? Ví dụ như họa vào cái hình ảnh ngôi sao của bạn. Đó, rất là sáng tạo và đẹp mắt. À, còn đối với phần thuyết trình thì bạn Minh Thiệp có thể là hiểu rõ cái phần sản phẩm của mình, giới thiệu thì về cơ bản là đầy đủ các bước, khá là chi tiết đúng không? À, tuy nhiên thì Minh Thiệp sẽ cần phải
nói to rõ ràng và tự tin hơn một chút nữa. Mình vẫn còn hơi rụt rè, hơi nói hơi nhỏ một xíu đó, thì Minh Điệp sẽ cố gắng là phần thuyết trình buổi sau thì mình sẽ nói to này, rõ ràng và tự tin hơn, và cố gắng là cái phần thuyết trình của con ấy, mình không cần phải giới thiệu hết tất cả các nhân vật, đúng không? Như lúc nãy cô nói là mình chỉ giới thiệu một vài nhân vật tiêu biểu mà con thích thôi, mình không cần phải giới thiệu hết như thế, bởi vì của bài của con sẽ rất nhiều sản phẩm, nếu như mình giới thiệu nhiều quá thì mình nó sẽ thành ca lan man, đúng không? Thì Minh Điệp sẽ chú ý ở để cái sản phẩm sau của mình sẽ được tốt hơn nhé, Minh Điệp nhé. Rồi cô cảm ơn phần thuyết trình của bạn Minh Điệp.